Hello cả nhà nha. Hôm nay buồn quá, mình đi câu mực. Đó. Bây giờ đi câu ở cái cầu này, mưa lâm râm nhẹ nhẹ. Thì cái cầu này cũng gần hơn 10 năm rồi đó. Hơn 10 năm mình mới quay lại cái cầu này nha mấy bạn. Thì cái cầu này tại đang câu hồi xưa đó. Rồi bắt đầu nó mới làm cái cầu mới rồi. Thì nó mới xong chắc cũng cả năm hay là hơn, nhưng mình cũng không biết. Đó, các bạn thấy cầu mới không? Đó, đèn dạt tới ngoài kia luôn. Đó. Bây giờ mình đi ra mình câu mực. Thì nghe anh em nói mực cũng nhiều lắm. Thì đi ra câu thử. Rồi, hy vọng có cái gì để quay cho anh em coi. Đó. Ra tới ngoài kia xa lắm nha các bạn. Cầu này ở Úc này thì được cái vòng vòng mấy cái bãi biển thì nó có những cái cầu vậy nè, từ ở trong bờ đi ra ngoài biển vậy đó, để cho anh em đam mê câu cá rồi người ta câu đó, thì là nó là như vậy. Thì bữa nay là mình đi câu mực, mình không có câu cá nha mấy bạn. Thì bây giờ mình đó, mấy cái đèn ở trên là mấy cái đèn năng lượng mặt trời á. Đó, mấy cái đèn này. Thí dụ nó cảm ứng nha, có người đi lại thì nó sáng, còn đi qua thì nó tối rồi. Đó, các bạn thấy lúc chớp sáng là nó vậy. Thì từ ở trong đất liền đi ra ngoài cầu này mình nghĩ chắc cũng cả cây số à. Đó, tại cầu mới làm lại hồi xưa cũ, giờ làm lại đi đã lắm các bạn. Đó. Rồi. Thì đại khái sơ lược giới thiệu với các bạn là vậy. Thì bây giờ ra ngoài đó bắt đầu mình câu ra. Nếu mà hy vọng là câu được mực rồi, video quay cho các bạn coi cho nó kích thích hấp dẫn rồi ha. Rồi. Vậy nha mấy bạn. Bây giờ mình đi bộ ra ngoài đó. Hơi xa đó. Mưa đang mưa lâm râm nữa nha mấy bạn. Rồi. Bây giờ đi thôi nha. Cái này có người ta câu cá nữa nha các bạn. Đây nè. Đường cá này chắc cá bồng quá. Đó. Cá bồng quá các bạn. Đang mưa. Đó, cá bồng rồi, cá bồng. Đó. Mực mình thấy người ta cũng có nha các bạn. Đang mưa lâm râm luôn. Đang mưa lông gầm để ra ngoài kia đi vòng vòng để có ai có cá có mực gì không ha. Mấy ai đi ngang có người có cá có mực kìa. Mực lên nè, mực có nè. Cầu này làm lại mới im quá bạn. Chưa đâu có này đâu xanh. Thì đó. Chỉ có mấy cái cột nhưng còn giữ nguyên là xanh. Thì cái nào nó xài được đi xài, con nào xài không được ấy, cầu bự quá ta, im à. Thì đi vòng vòng đi, ai muốn câu đâu câu. Tại vì nó câu quá trời, đang mưa mấy bạn. Mưa quá trời luôn. Râm. Mưa. You have any fish? Nè. Câu quá trời luôn. Đang mưa. Mưa nha mấy bạn. Mưa. Đó, một vòng cầu là vậy. Xuống đây coi rồi. Cầu trên, cầu dưới. Ơi, mưa quá trời, lâm râm. Từ trong này đi ra rồi. Ai giới thiệu với các bạn. Một vàng ngoại câu mực. Cầu lâm. Đây. Đó.
Có trời con luôn thì mình cứ lấy một con mình câu thôi nha các bạn. Ôi đụng má mưa lớn lên mày ơi. Trời coi dự báo thời tiết làm sao mà... đi ra đây mưa quá trời bạn ơi. Nó vừa ra cái mưa quá trời quá đất luôn. Rồi. Cũng cần đi về luôn chứ câu gì nữa. Rồi. Thôi giờ đi về nha mấy bạn. Định ra làm cái video clip con mực hấp dẫn chỗ câu mới rồi. Bữa nay khai trương chắc quá. Ra tại thấy cầu ok quá, tự nhiên ra mưa quá trời lớn luôn. Lạnh nữa, mấy bạn đang mùa đông lạnh lắm nha mấy bạn. Lạnh lắm. Đó. Thôi, giờ mình đi về. Xin thua. Thôi, hẹn các bạn vào những video sau nha. Giờ đi vô lại. Đó, các bạn ha, mới nãy đi vô á. Cầu khô queo bây giờ ướt nhạt. Rồi. Đi vô nha mấy bạn. Rồi, hồi tối đi câu mà gặp mưa quá không có cá nha mấy bạn. Cái lộn không có mực. Bữa nay sáng quá trời, bữa nay tự nhiên sáng lên trời đẹp sáng luôn. Đi vòng uống cà phê trong sẵn đi bộ ra cái chỗ này coi có cá không. Nghe anh em nói cá đói nhiều lắm. Giờ để mình đi dạo một vòng mình coi có cá không ha. Đó, cái này là cái cửa biển nè. Người ta đi câu ngoài kia vô. Đó, thấy các bạn thấy không? Tàu quá trời luôn. Chỗ này thì ngay cái cửa biển nha mấy bạn. Mình xuống tàu là mình xuống ở trong kia. Cái từ ở trong kia mình chạy ra đây. Đó. Thì để có dịp mình đi tàu mình quay từ dưới đó lên cho mấy bạn coi. Thì bữa nay người ta đi câu cá đói quá trời luôn. Nghe nói cá đói quá trời luôn. Để mình đi đi vòng cho mấy bạn coi. Cá đói thì ở đây câu bằng mồi bánh mì nha mấy bạn. Đó, người ta câu phao nữa kìa. Để đi vòng lên trên đó coi có gì không nha. Ngay đây là cửa biển. Câu quá trời luôn. Ừ, ra tới đây luôn á, nhanh dữ. cái này mấy bạn coi, người ta chạy chiếc chucky câu cá luôn nè. Chiếc này im lắm nè. À, thấy không? Đó, chiếc này im, chiếc đó cũng mấy chục ngàn. Rồi. Thấy cá rồi, thấy cá không? Cá đói nha, câu tài, câu phào. Câu mồi tôm. Câu bánh mì. Rồi, đi ra ngoài đây coi chút xíu nữa nha mấy bạn. Chắc ngay chỗ này hơi nhiều á. Bữa nay mình không có đi câu nha các bạn, mình chỉ đi dạo thôi. Đó. Thì cũng như là tối mình có nói là ở vòng vòng mấy cái bãi biển của Úc người ta ưa làm mấy cái cầu ra như vậy nè. Để cho mấy bạn đi ra câu cá nè. Đó. Nói chung câu đủ thứ. Đây, mình đi vòng vòng. Thì cái chỗ này có nhiều cá nha các bạn. Đây nè, biển. Ra đây cho bạn coi. À, trong xanh luôn. Bên ở bên kia là bãi tắm. Đó, bên đó là bãi tắm nha mấy bạn. Bên đó là bãi tắm. Còn đây là bên đây các bạn câu cá đây nè, ngay cái cửa biển tàu ra vô nè.
đó. Những cái tàu bự này ra ngoài kia ra câu cá bự luôn đó các bạn. Câu mấy con kingfish, mấy con tuna rồi đó. Đó, mấy chiếc này, còn ông thì mấy chiếc này chắc ra ngoài đó chơi luôn chứ. Ăn nhậu rồi ba bọng rồi trên đó là hết bài luôn. Đó. Thì nó đi dòng cho các bạn coi. Cái này người ta câu nó biển trong xanh đẹp, trời đẹp luôn các bạn. Quá đúng rồi, chỗ này thì câu được nhiều loại cá lắm nha. Ở đây là có cá xay mình nè, cá đói nè, hiện tại bây giờ là câu cá đói. Rồi xay mình tới mùa lua xay mình ở đây cũng im lắm. Nè, để tôi quay qua bên này cho các bạn coi. Quay ngay chỗ này các bạn thấy ngay có chỗ màu xanh đậm, màu xanh lạc không? Đó. Thì màu xanh đậm, màu xanh lạc có nghĩa là có mấy chỗ có rặng san hô á. Chạy tàu vòng vòng ra ngoài đây nè. Rồi mấy bạn lùa xe mình con nào con lấy cả ký hay ký luôn á. Đó. Đó. Mà xe mình thì phải tới mùa hè chắc không có. Đây, xa đó mình quay xa ngoài kia cho các bạn coi nè. Đó, ngoài đó có người lặn nha. Lặn bắt cái gì á, bắt mấy con ở dưới như bắt bồng ngư, bắt này nọ rồi gì đó. Đó, thấy không? Thấy ngoài kia không? Để mình kiếm cho mình coi. Đó, người ta đang lặn dưới đó. Đó. Giờ đi vòng ra hết cái cầu này, cái gì không nghe. Bạn thấy biển Úc không? Trong xanh luôn. Trong xanh mà đẹp luôn đó. Này là trong xanh biển. Thì ở tại cái cầu này á, nếu mà trời mà hơi gió mà sóng bập bùng mưa nhẹ một chút nha. Tới mùa ra câu snapper là con bự luôn nha các bạn. Có nhiều khi câu ở trên cầu này là con cũng 2-3 kg, 1 kg có luôn á. Đó. Để mình đi vòng hết cái vòng này cái vòng trong các bạn coi. Dạo này người ta câu cá chuyên nghiệp quá. Câu cần tay luôn. Rồi, ông này chắc lua xe mình. Chỗ này người ta câu cá nhiều. Cầu ra cũng xa lắm nha bạn. Rồi có cá. Không có gì. Cái này thảnh thơi. Bữa nay ngày lễ, bữa nay thứ hai mà lễ nha mấy bạn. Kêu là King Birthday á. Thì được nghỉ hết. Nghỉ thì người ta đi câu cá rồi quá trời đi nè. Cái này biển trong luôn, nhìn thấy đáy luôn, cát không dưới. Rồi, đi ra tới đây rồi. Chắc ha, không thấy gì hết trơn, ngay trong kia được mấy con cá đói. Rồi. Đó, nếu mấy bạn câu snapper là mấy bạn phải ra ngoài đây. Đó. Biển trong xanh. Rồi, giờ mình đi vô lại nha mấy bạn. Giờ đi vô rồi. Trời. Nói chung là sơ lược là vậy. Thì ở Úc này thì hầu như là cái bãi biển nào cũng có mấy cây cầu để cho người dân người ta đi ra câu cá rồi vậy. Thì mỗi một năm vậy bạn muốn câu cá thì bạn đóng tiền mua một cái license. Một năm vậy như 3 mấy đô. Thì người ta lấy cái tiền đó để người ta làm cầu rồi người ta nâng cấp rồi lại cho mấy bạn câu cá rồi vậy nha các bạn. Được có chỗ người ta thả cá con rồi xuống để cho nó có cá cho các bạn câu. Rồi người ta làm cầu mới, rồi tối mình đi cái cầu đó là mới làm, chắc mới xong năm nay. Cầu đẹp. Cầu cá không nhiều. Chỗ này cũng có mực nha mấy bạn. Chỗ này cũng có mực. Rồi cá nhiều. Nhưng mà mùa này thì mùa đông, do mùa đông ít cá đó. Nhưng mà hồi sáng này thì bạn mình câu ở trong ngay cái cửa biển đó, nói là
nói là cá đói nhiều lắm, ta câu chúng cá đói luôn. Thì bây giờ là mình đi vòng quay giới thiệu sơ sơ cho mấy bạn coi là như vậy đó. Hôm nào có dịp đi tàu đó, mình xuống tàu mình câu rồi mình cho các bạn coi ha. Rồi đó, phải bấm bự vô là nghe nè, đây mấy con mắt sổ dưới quá trời luôn, thấy không? Trời ơi, cái này mà xuống gỡ lên là luộc nồi là nhậu hết bài luôn nha mấy bạn. Con bự bự không á, đó bự bự không đó. Trời ơi, tuyệt vời luôn nha mấy bạn. Mấy cái chân này nè, nó không á, biển trong xanh luôn. Rồi thì cái cầu câu cá là trong đó nha mấy bạn. Đó, cái cầu câu cá là trong đó. Rồi ai muốn tắm biển thì xuống đây, đây nguyên cái bãi cát tắm biển. Ở đằng kia xa xa có quýnh bóng chuyền rồi luôn. Giờ anh em xuống bãi cát tắm biển thôi. Đó. Thì ở Úc đó là các bạn chạy chút xíu là tới biển, chạy chút xíu tới biển nha. Đó. Rồi thì vậy đi. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi kênh YouTube của mình nha. Đó, rồi bây giờ đi về. Đó, ai câu cá, ai muốn tắm biển chơi cát thì xuống đây. Y như đi gia đình, mẹ thì dẫn con cá xuống đây tắm biển, ba muốn tắm thì tắm, rồi xong lên kia câu cá. Đó. Thôi giờ sẵn quay dàn tàu luôn này cho mấy bạn coi nha, sẵn có dịp quay tàu cho mấy bạn coi. Mấy cái chỗ này là mấy chiếc tàu này có nghĩa là oversize để mà mấy bạn kéo lên trên trên bộ nha. Thì khi mà các bạn có điều kiện mà các bạn mua tàu bự mà bự á, thì các bạn nên mướn nó, bạn các bạn phải mướn cái bến đậu vậy, một năm trả nhiêu tiền vậy đó. Đó thì đại khái như vậy đó. Còn nếu mà tàu mà các bạn nhỏ nhỏ thì các bạn kéo lên trên rồi đi luôn. Đây, như cái chỗ này thấy chữ bán tàu không? Đó, nó chỉ là bán tàu thôi. Đó, mấy chiếc này bự bự nè, ra khơi xa. Như mấy chiếc này vậy là neo tự động hết nè các bạn. Đó, còn như chiếc này thì nhìn vậy là biết thả neo bằng tay rồi nè. Đó, nè cái đó là neo tự động hết. Đó, mấy chiếc này thuyền bơm. Thì nếu mà các bạn mua tàu nhỏ các bạn kéo lên trên châu lời rồi các bạn kéo về nhà luôn thì ok. Còn mấy chiếc mà nó bự hơn so với quy định để mà các bạn kéo được lên bờ thì các bạn phải mướn bến đậu. Thì cái bến đậu vậy thì một năm phải trả nhiêu tiền vậy đó. Thì đó, rồi thuyền bòm rồi vòng vòng đây đó. Thì thật sự đó. Rồi khi mà cái khu vực mà đậu tàu như vậy á, thì cũng sẽ có những cái chỗ mà người ta bán tàu, người ta xê vịt tàu, người ta sửa chữa, rồi người ta bảo trì đâu nha mấy bạn. Đó. Thì một dòng sơ giới thiệu đại khái gì cho mấy bạn coi. Tại vì về tàu thì mình cũng không có gành lắm. Đó. Rồi. Đó. Đơn giản ở trên đây đậu xe, ở dưới đây là tàu. Thì khi mà mình có cái bãi đậu tàu tuốt ở trong á, chạy sâu luôn đó nha các bạn. Thì mình kéo tàu xuống. Mình kéo tàu xuống, mình ve tàu xuống. Ve tàu xuống rồi mình chạy từ trong đó mình chạy ra. Mình chạy ra cửa biển ngoài kia. Thì mình đi ra ngoài mình câu cho mình chạy tàu vô, mình chạy lên trên chiếc xe của mình kéo về nhà. Còn nhỏ những chiếc tàu thì bự quá thì mình đậu ở đây. Như vậy nha các bạn. Đó. Thì mình hiểu được gì mình nói chia sẻ với các bạn vậy. Rồi đó, tàu cặp dài cho tới hôm kia luôn đó. Mấy cái xưởng sửa tàu đồ này nọ thì vòng vòng ở đây nè các bạn thấy không, đây nè mấy cái chỗ này là sửa tàu đồ này nọ này đó. Rồi đó. Rồi vậy nha mấy bạn, hẹn các bạn vào những video sau nha. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại nha. Hôm nào đi tàu câu cá thì mình sẽ làm cái clip cho mấy bạn coi
cách xuống tàu rồi đi bộ ra làm sao luôn.